Trung bình con người cười 15 lần một ngày, đàn bà chớp mắt nhiều gần gấp đôi đàn ông. Nếu hắt hơi mạnh quá, bạn có thể bị gãy xương sườn. Nếu cố giữ không cho hắt hơi, bạn có thể làm đứt mạch máu trong đầu hoặc cổ mà chết. Một người trung bình ăn hơn 27 tấn thực phẩm trong suốt cuộc đời. Trung bình một người bỏ ra 24 năm trong đời để ngủ. Trung bình một người phụ nữ ăn hết hơn 2,7 kg son môi trong đời, mặc dù cô ấy không chủ đích ăn nó. Ngồi nói chuyện qua điện thoại trong 8 tiếng sẽ đốt hết 914 calo. Cái tên phổ biến nhất thế giới là Mohammed. Nếu gộp chung lại, tổng số da của mỗi người cân nặng 2 kg. 10% dân số trên trái đất thuận tay trái. Trên đầu mỗi người có cả thảy 125.000 sợi tóc. Mỗi giây đồng hồ trong não người diễn ra khoảng 100.000 phản ứng hóa học. Con người chỉ có thể thiếu ngủ 10 ngày, trong khi có thể nhịn ăn trong vòng vài tuần. Hơi thở ra lúc bình thường di chuyển với vận tốc 24 km/h, còn khi hắt hơi đạt tới vận tốc 1.030 km/h. Một con người có thể nuôi tới 1 triệu con muỗi. Thật vậy, mỗi cơ thể con người có đủ máu để nuôi từ 1,2 cho đến 1,8 triệu con muỗi.